các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 Và các bạn nếu ai theo dõi dự báo thời tiết Thì cũng biết rằng hôm nay là một ngày cực kỳ lạnh Không khí ngày hôm nay chỉ có 9 độ C và 0,4cm 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 Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này mà thôi Các bạn có thể thấy được cái mức không khí lạnh khiến cho ai cũng cảm giác dùng mình uh, Hôm nay thì để uh, gọi là hâm nóng để cứu lại một chút thì chúng tôi sẽ ra một cái chương trình cực kỳ hot, sâu so hot luôn Đó là một cái chương trình uh, sale hợp giảm giá siêu sâu cho một mẫu máy cắt cỏ Đúng chất ngon bổ rẻ luôn, một chiếc máy cắt cỏ hàng chính hãng uh, của Estin Của Estin nhá các bạn nhá hàng chính hãng cam kết 100% Và nòng 40 ly nhưng mức giá chỉ có hơn 3 triệu đồng và tôi cam kết rằng cái mức giá đó là mức giá rẻ nhất tại thị trường hiện tại Và không có một đơn vị nào rẻ hơn Đấy là khẳng định luôn, khẳng định chắc nịch luôn Và cái số lượng hàng thì chúng tôi chỉ có hai chiếc Chỉ có hai chiếc để để, để sell off thôi nha các bạn nha Nên là các bạn nếu ai mà thích ngon, bổ, rẻ Thì đây là cơ hội cực kỳ hiếm có luôn Trên 3 triệu đồng Một chiếc máy cắt cỏ nòng 40 ly của Estin Thương hiệu chính hãng Oh, và chiếc máy đó như nào thì các bạn sẽ theo 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 tôi. Đây các bạn có thể thấy được em nó đây, ten ten. Đây là một chiếc hộp chiếc máy Estin FS230 các bạn nhá. Đây chúng tôi có uh, thùng FS250 đây này. Các bạn này. Đó, các bạn có thể thấy được này. Về cái thùng của fs mươi bé hơn so với cả FS230. FS230 thùng to kinh khủng khiếp luôn, to tỏm luôn. Quá là kinh khủng. Chiếc này nòng 40 ly, 40 ly các bạn nhá Nó đóng hai chiếc một hộp và chúng tôi sẽ tháo ra cho các bạn xem hai chiếc trong một hộp <laughs> e tin nó là thế mà toàn đóng hai chiếc một hộp thôi để cho nó kiểu nó để nguyên chiếc ấy nó không phải tháo rời ấy thế nên là nó để hai chiếc một hộp để cho nó tiết kiệm đây các bạn thấy không siêu toa khổng lồ cháu thấy ngầu không quá ngầu luôn FS230 của Estin Ồ, oh, to khổng lồ Tôi sẽ nhấc luôn một cái ra để cho các bạn xem To oh, dã man luôn Ui trời ơi, nó to Ôi, oh, tôi sẽ đặt ở đây để Các bạn xem một cách kỹ hơn Ồ, oh, hàng Estin Chính hãng nha các bạn nhá Nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc Nếu ai bảo cái này Mà là hàng giả, hàng nhái Tôi đền cho các bạn 10 lần tiền luôn Đó, oh, đây là một chiếc Estin FS230 và để cái không khí nó nóng hơn cho các bạn Chiếc này chúng tôi sẽ bán với mức giá là 3 triệu 500 nghìn 3 triệu 500 nghìn một chiếc máy Estin chính hãng lòng 40 ly các bạn có tin được không? Các bạn thấy nóng không? Quá nóng luôn Không thể nóng hơn được nữa Và thôi để cho nó cháy luôn Không còn nóng nữa chúng tôi sell ở tiếp 3 triệu 3 3 triệu 3 3 triệu 3 cho một chiếc Estin FS 230 3 triệu ba các bạn nhé Điều đấy là điều không tưởng từ trước đến giờ luôn Cho một chiếc máy hàng chính hãng Nòng 40 ly Xịn Đó Mà giá chỉ có 3 triệu ba thôi Còn các bạn đừng thắc mắc đây là nguồn gốc xuất xứ sản xuất đâu nào nhé Sản xuất ở Trung Quốc nó nhanh, nói rõ, nói vuông, nói rất rõ tiếng Việt luôn là sản xuất tại Trung Quốc Và đây là hàng chính hãng Không có liên doanh với bố con nào hết nhá Estin là Estin Hu là Hu không có chuyện là liên doanh các bạn nha các bạn lưu ý Estin sản xuất đặt nhà máy tại Trung Quốc thì nó vẫn là hàng chính hãng chứ nó không có liên kết với ông Trung Quốc vì nhà máy Estin đặt tại Trung Quốc cơ mà đúng không có chung nhau cái gì đâu mà mà liên doanh ai liên doanh với ai nên là các bạn phải lưu ý cái từ cụm từ liên doanh mà trên thị trường nói quá nhiều để gọi là gọi là gì nhỉ để cho nó hóa bùn sang mưa đấy các bạn không hóa mù sang mưa tức là để đánh đánh cháo khái niệm đi để nói giảm nói tránh hàng giả hàng nhái không có hàng nào hàng liên doanh hết Chỉ có hàng chính hãng và hàng không chính hãng thế thôi Còn đây là hàng chính hãng mà nó sản xuất tại Trung Quốc Như kiểu tôi này Tôi đặt nhà máy tại Trung Quốc Công nhân của tôi, nguyên liệu của tôi đúng không? Tôi sản xuất ra Tôi liên doanh với ai mà sao lại bảo là liên doanh Chả có liên doanh với ai cả các bạn ạ Nên là các bạn phải hiểu Nhiều khi các bác người tiêu dùng Việt Nam mình ấy Các bạn quá sợ cụm từ Made in China mà các bạn không hiểu Các bạn sợ quá từ Made in China nhưng mà nhưng mà 90% hiện nay hàng đều là sản xuất tại Trung Quốc hết còn rất ít hàng sản xuất tại Thái Lan hoặc Nhật Bản uh, Một nghìn các bạn xem video này Thì bao nhiêu các bạn đã được sở hữu một chiếc máy Mà made in Japan đúng nghĩa Và các bạn cũng thừa hiểu rằng Các bạn sẽ phải bỏ một, ra một số tiền cực kỳ lớn Để sản xuất, à để sở hữu một chiếc máy Mà sản xuất tại Nhật Đó nên là các bạn phải hiểu nhá Nếu mà ST này mà sản xuất tại Đức Như chiếc FS360 hoặc F460 Các bạn sẽ phải bỏ ra số tiền lên đến hàng nghìn đô Hàng nghìn đô la ấy tức là phải trên 230 triệu đồng để các bạn sản xuất à, sử, sở hữu chiếc máy là sản xuất tại Đức. Đấy, điều đó thì cũng chả chả cần đúng không ạ? Các bạn chúng ta đất nước chúng ta còn nghèo rồi là tài chính chúng ta còn hạn chế, chúng ta chỉ cần sử dụng những chiếc máy như thế này thôi, quá hợp lý rồi, hơn 3 triệu, 3 triệu 300 000 Và chúng tôi chỉ có hai cái thôi các bạn nhá, chỉ có hai cái và cam kết với các bạn luôn khẳng định luôn là giá này là giá rẻ nhất rồi. Và đây là hàng mới đập thùng chứ không phải là hàng cũ. Đấy, nói rõ một lần nữa để các bạn xem và các bạn nghiên cứu một chiếc máy dù gì nó sản xuất chính hãng thì các bạn cũng hoàn toàn yên tâm bất biết tất nhiên là nó sẽ không bằng những chiếc sản xuất tại đức rồi với giá các bạn bảo là bằng một phần mấy kia toàn nghìn đô với hơn nghìn đô hai ba mươi triệu như này có ba triệu một phần mười đó thì các bạn làm sao có thể đòi hỏi nó tốt bằng những cái máy đấy được đúng không ạ nên là chúng ta phải cân đối tài chính của chúng ta như nào và chúng ta nhận được về chiếc máy như nào Ba triệu ba là không có cái lựa chọn nào tốt hơn rồi này khẳng định luôn nói nhanh luôn rất là rõ ràng luôn đôi khi các bạn xem video này các bạn sẽ thấy chúng tôi hơi quá đà hay là Uh, biểu cảm cảm xúc hơi không kiềm chế được nhưng mà đấy là sự thật uh, khi mà mình nói về những cái chiếc máy mà chất lượng tốt giá rẻ mình cảm giác rất rất là hào hứng và đôi khi mình không kiểm soát được cái uh, thái độ hoặc là uh, ngôn từ hoặc là đôi khi không kiểm soát được cái ngữ điệu cũng như là kiểm soát được độ 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 gì nhỉ độ uh, độ ồn của âm thanh mình phát ra nha các bạn FS 230 rồi chính hãng cam kết nếu phát hiện hàng giả hàng nhái đền 10 lần tiền đó. 10 lần tiền luôn cho các bác. À đây, xem ở bên này bên, bên 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 hộp hộp này. Đây là FS250 nhá nhá. FS250 thì giá vẫn như cũ, 4 triệu 390 000 mức giá đấy cũng gần như tốt nhất thị trường rồi. Nói chung là những cái hàng mới thì chúng tôi giá khẳng định với quý vị các bạn, đây là made by các bạn nhé Đây, trên bô có dập hết tất cả luôn. Đấy, đôi khi các bạn tìm hiểu các bạn liên hệ trực tiếp với cả Uh, đơn vị nhập khẩu Estin tại Việt Nam là THK các bạn hỏi là FS230 này có phải hàng xịn hàng chính hãng không thì họ sẽ trả lời cho các bạn. Hoặc là hiện nay trên uh, Facebook nó con đang có group là cộng đồng Estin Việt Nam ấy các bạn vào mà các bạn xem. Quá sợ quá đẹp luôn, 3 triệu ba Giá khét luột Đây các bạn nhá, hàng đóng thùng nha, nguyên chiếc nhá. Đó. Đây. Tay lái ghi đông này. Đầy đủ luôn nha các bạn nhá. Đây. Trên uh, ấy này cũng có chữ Estin nhá. Đấy, dập nổi hết tất nhiên là sản xuất ở Trung Quốc nha các bạn nhá đồ này, bộ đồ này tem mã mã vạch đàng hoàng đó đây nha đến tô vít tô này chỉnh cũng có chữ Estin dập nổi luôn đó rồi video này quay rất là nhanh thôi các bạn xem lại một lần nữa chiếc máy Estin FS 230 nếu các bạn có nhu cầu liên hệ với ngay điện máy Minh Sơn nhá số điện thoại chúng tôi sẽ đặt ngay dưới video Thông báo lại này, chúng tôi chỉ sale hai chiếc, hai chiếc mức giá là 3 triệu ba trăm nghìn. Lưu ý luôn, cái mức giá đấy là chưa bao gồm phí ship các bạn nhá. Nếu các bạn uh, ship như nào thì các bạn có thể liên hệ điện máy Minh Sơn, chúng tôi sẽ chúng tôi sẽ kết hợp với các bạn để lựa chọn ra hình thức phương án mà vận chuyển nó nhanh nhất và tối ưu nhất. Ví Dụ các bác nào mà có xe qua trực tiếp thì chúng ta gửi xe nó sẽ nhanh hơn. Còn uh, các bác mà không có xe qua trực tiếp và khó khăn trong quá trình vận chuyển thì các bạn có thể lựa chọn. Uh, các cái đơn vị Viettel Post hay VNPT Post ấy, thì những cái đơn vị này nó sẽ bị lâu hơn 4 đến 5 hôm nhưng mà bây giờ thời điểm sát Tết thì vận chuyển uh, Post thì nó cũng khá lâu nên là các bác nó sẽ hơi sốt ruột một chút thôi một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm và theo dõi nếu thấy video này hay vui like subscribe kênh bật chuông thông báo các bạn thấy không uh, theo dõi kênh video của Điện máy Minh Sơn toàn những dòng sản phẩm chất lượng và giá cực kỳ tốt cực kỳ tốt luôn. Rồi một lần nữa thì cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.